Sư phụ, người muốn nguyên thần xuất khiếu thật sao? Đúng vậy, hồn phách của di sư sẽ rời khỏi thể xác. Ta sẽ đi qua sơn nghe đạo với Thái Thượng Lão Quân, 7 ngày sau mới trở về. 7 ngày hả? Sao hả? Con sợ nguyên thần của di sư không nhập xác được sao? Sư phụ à, hay là người đừng thử nữa. Hồn phách rời khỏi thể xác gì chứ? Không phải con người không có hồn phách sẽ chết sao? Đó là người phàm. Di sư theo Thái Thượng Lão Quân tu luyện lâu như vậy rồi, đương nhiên phải khác người phàm chứ. Hãy nhớ, đừng có làm dơ thể xác của di sư. Di sư ghét nhất là dơ bẩn đó. Sư phụ, đừng có nói nhiều nữa. Nếu như 7 ngày sau ta không quay về, vậy là ta chết thật rồi đó. Hả? Vậy, vậy làm sao đây? Bỏ đi bỏ đi. Nếu như 7 ngày sau ta không quay về nữa, thì thể xác của ta muốn thiêu muốn chôn, tùy ngươi xử trí. Hôm nay là ngày thứ 6 thôi mà, ta có thể từ từ du ngoạn rồi về. Hả? Xuyên sơn giáp, ngươi còn không mau hiện hình đi. Xuyên sơn giáp, ngươi biết ta rất thích sạch sẽ, lại dám làm dơ ta sao? Nè, ta luyện công liên quan gì tới ngươi chứ? Bầu trời rộng lớn như vậy, ai kêu ngươi tới đây cản trở ta tu luyện thành tiên? Xuyên sơn giáp cũng muốn biến thành tiên sao? Hôm nay ta sẽ giải quyết ngươi luôn. Bây giờ ngươi còn dơ hơn cả heo nữa. Ngươi dơ bẩn như vậy, ta không chơi với ngươi nữa. Chết rồi. Mộ của tiên sư Lý Quyền. Không phải chứ, sao lại gấp như vậy? Mới ngày thứ 6 thôi mà. Trời ơi, mẹ ngươi bị bệnh cũng đâu cần phải chôn ta gấp như vậy chứ. Lấy đất dơ như vậy chôn thể xác của ta sao? Trời ơi. Hả? Thể xác của ta đâu? Không thể nào. Cái gì? Thiêu ta luôn rồi hả? Không có thể xác, linh hồn ta phải nhập vô đâu chứ? Người này mới chết không lâu. Trời, ổng dơ dáng như vậy, lại già như vậy, nên ta không thể nhập vô người ổng được. Hay là ta tìm người khác đi. Không được. Nếu như tới lúc đó không có thi thể để nhập vào, không phải mình trở thành cô hồn sao? Thôi kệ đi, mình sẽ tìm một người tuấn tú sao vậy? Sao lại như vậy? Sao lại không có cảm giác vậy? Trời ơi, mình đang bị xui xẻo cái gì vậy chứ? Sao mình không phát hiện ra ổng là một tên què? Vừa già vừa xấu, lại hôi như vậy. Mai mà chỉ mượn xài tạm thôi đó. Ai nói vậy? Sư phụ, không phải tạm thời mà là đời đời kiếp kiếp. Sư phụ à, bộ dạng con như vậy vừa xấu vừa hôi, ai nhìn cũng thấy sợ hết đó sư phụ à. Vậy không phải càng tốt sao? Ngoại hình của con như vậy, yêu ghét của người đời đối với con sẽ biểu hiện trực tiếp ra ngoài, thiện ác sẽ được nhìn nhận rõ hơn. Con còn không hiểu sao? Trước khi con đi thầy đã nói gì hả? Sư phụ người đã nói muốn được hình thể cũ lại gặp diện mạo mới. Hả? Diện mạo mới như vậy sao? Hả? Di sư sẽ tặng 2 thứ này cho con. Con thành tiên rồi. Con có thể thành tiên rồi. Trong bát tiên con là người đầu tiên thành tiên. Bắt đầu từ hôm nay con sẽ đổi tên thành Thiết Quải Lý. Lý Quỳ thích sạch sẽ. Quả mà quá phúc. Mượn thiếu thể của ông mày bị què hoàn hồn, thế là chàng đã trở thành Thiết Quải Lý, một trong 8 vị tiên đầu tiên trong bát tiên. Bát tiên vốn là liên đoàn tinh tú ở trên trời, chỉ cần bát tiên quý vị thì sẽ hạt yêu phục ma, tạo phúc muôn dân.
Thiệt quái lý. Làm ơn đi mà, uống rượu thì uống rượu, sao người lại làm ra vẻ như uống trà chứ? Ta không cần người lo. Không lo không lo. Nhưng mà ngươi coi ngươi kìa, một tên què vừa già vừa xấu à. Còn giả lịch sự nữa. Đây là thói quen của ta, ngươi cũng cười ta nữa sao? Sư phụ à, đã 6 ngày rồi, con không thể đợi tiếp được nữa đâu. Vừa nghe thấy má con bị bệnh nặng, con đã thiêu thể xác của thầy ngay để đi về gấp. Ai ngờ lúc con về nhà, mẹ con cũng chết rồi. Con đúng là bất trung bất hiếu mà. Nè, con dám cá đó, bây giờ trong lòng của ngài rất là ghét làm tên què có đúng vậy không? Người dám nói bậy, ta sẽ cho người biết tới. Chạy theo con đi. Đứng lại. Chạy theo con đi. Chạy đi. Đứng lại. Sư phụ à, con biết Thanh Ngô chạy xuống trần gian sẽ gây ra tai họa, nhưng mà người cũng đâu cần phải phạt con xuống trần gian đầu thai chứ. Hay, nó chạy xuống trần gian nhất định gây ra tai họa, con kêu ta làm sao ăn nói với Ngọc Đế đây. Sư phụ à, con theo tu luyện mấy trăm năm nay rồi, phải xuống dưới như vậy tội nghiệp lắm đó sư phụ à. Trời ơi, con đừng hòng lấy tình cảm làm rung động sư phụ nữa. Vậy mà gọi là tội nghiệp sao? Tự nhiên bị đánh xuống trần gian, vậy mới gọi là tội nghiệp đó. Nè nè, nếu không phải con cãi nhau với nó, Thanh Ngô có chạy mất hay không hả? Sư phụ à, con thực sự phải xuống dưới sao sư phụ? Ai, thiên điều có thiên điều. Nếu không phải ta năn nỉ giùm ngươi trước mặt Ngọc Đế, e là ngay cả cơ hội xuống trần gian đầu thai làm người con cũng không có đó. Đừng có nói nhiều nữa mà. Cái gì chứ? Dĩ nhiên là ngài không sao rồi, chẳng qua ngài chỉ xuống trần làm việc thiện thôi. Con thì thảm rồi, con biết sẽ đầu thai ở đâu. Con phải làm người lại từ đầu, không biết khi nào mới có thể làm tiên nữa đây. Hai người đừng có buồn nữa, chỉ một thời gian ngắn thôi mà. Đông Qua Thượng Tiên, ngài nói gì vậy? Cái gì chỉ một thời gian ngắn? Ai, vậy mà con còn chưa hiểu sao? Một ngày trên trời bằng ngàn năm dưới trần, con sẽ nhanh chóng gặp lại Đông Qua Thượng Tiên làm đệ tử của ngài mà. Cái gì? Bái ngài làm sư hả? Tại sao vậy? Con đừng có hỏi nữa mà, xuống dưới đi. Sư phụ à, con không muốn làm trâu làm ngựa, con muốn được ăn xuống mặt sướng. Nè, con dám cá đó. Sư phụ à, thì cho con biết con đầu thai ở đâu đi. Con muốn đầu thai vô nhà của người giàu, đừng bao giờ để con làm người nghèo đó. Sư phụ nhớ đó. Quân Hán ta thắng liên tiếp 3 trận, không ngờ tới trận cuối cùng lại chết hết như vậy. Khoan đã, ta dám cá vẫn còn có người sống. Hắn còn chưa chết. Hôm nay đã giết dư số người này của chúng ta thì phải báo thù cho các huynh đệ. Đừng có giết người nữa. Chỉ cần giết chết hắn, chúng ta có thể ghi công. Nếu mà không muốn ghi công thì nhường cho chúng tôi đi. Được rồi, hai người giết ta trước đi. Tôi nghĩ chắc là ông điên rồi. Chúng ta đi thôi, điên rồi. Nếu ta điên thiệt thì tốt rồi, như vậy thì tốt quá rồi. Thả ta đi, ông còn có một con đường sống. Chỉ cần Hán Trung Ly này còn một hơi thở cũng phải đưa ngươi về Đại Mạc. Ông đúng là một ông điên mà. Ông giết chết ta, ông có thể lập lại công, tại sao ông không giết chứ? Ta là kẻ thù của ông mà. Chính bởi vì ta muốn lập công nên mới bị trúng kế của người Hồ mấy người, hạ lệnh truy đuổi bại binh, làm liên lụy vô số huynh đệ. Ta đáng chết mà. Hai quân giao chiến đã vì chủ của mình thì phải liều mạng chiến đấu mà thôi. Ông gian dương như vậy đâu đáng mặt ra từ Hán chứ. Người giết ta, ta giết người phải giết tới chừng nào đây? Người chết còn chưa đủ nhiều sao? Người tưởng là giết người xong thì được gọi là anh hùng, là hảo hán sao? Không phải, là đồ phu, là hung thủ. Ông thật sự không muốn công danh và lợi lộc sao? Mang tử hung nào đúng là mang tử, hay là muốn chia tay trái hay là tay phải? Thiên hạ cường nhân phân Hồ Hán mới có chiến hòa, muốn phân ông ta chỉ có đấu tranh. Hồ Hán cũng là người. Cũng giống như tay trái của ta, bằng tay phải của ta. Tay trái của ta sẽ không bao giờ đánh tay phải của ta. Chỉ có chân thành, nghĩ cho người khác thì thiên hạ mới thái bình. Tâm tịnh tuệ cát thiện, từ bi ngã quần lạc. Hả? Đông Qua tổ sư thành đạo sứ. Bục Đông, ta gặp lại ông rồi, ta không gạt ông chứ.
ngươi là yêu hay là quỷ? Hai ngươi là ai vậy? Ông đã quên chúng tôi là ai rồi sao? Rốt cuộc hai ngươi là ai? À, hắn là Đông Hoa Thượng Tiên, ta là Thiết Quải Lý, ông chính là Mục Đồng đó. Này ông quên rồi sao? Ta dám cá đó nghe. Ta dám cá hả? Làm sao ngươi biết câu nói cửa miệng của ta vậy? Kiếp trước ông là Mục Đồng, vì ham chơi là mất thanh ngưu, bị Ngọc Đế phạt ngươi đầu thai xuống trần gian chịu khổ. Hôm nay đã mãn hạn hình phạt rồi, Đông Hoa Thượng Tiên tới để độ ông thành tiên đó. Thượng Tiên? Ta thật sự có thể thành tiên sao? Hy sinh cứu địch đã có lòng đại từ đại bi rồi. Kể từ hôm nay, con sẽ được gọi là Hán Trung Ly. Đây là bảo vật của con. Đa tạ sư phụ. Hán Trung Ly có một tấm lòng đại từ đại bi. Ông được Đông Hoa Thượng Tiên độ hóa, hô biến một cái. Thế là ông cũng trở thành một vị tiên trong số bát tiên. Hãy xem ngài cầm quạt ra sao để hàng yêu trừ ma, tạo phúc muôn dân nhà. Cố lên. Hay quá. Bỏ cuộc đi. Mọi người không phải là đối thủ của tướng quân đâu. Cố lên. Không xong rồi. Tiểu Nguyên nhà mình cứng ngắc rồi, giống như là muốn chết vậy đó. Làm sao đây? Sao lại như vậy chứ? Bà đã cho nó uống nước bùa chưa? Nó uống nước bùa xong thì mới như vậy đó. Cố lên. Cái gì cứ nói với tướng quân đi. Cũng tại ông hết. Cứ tin đạo sĩ ở miếu Thanh Ngưu gì đó nói thằng bé trúng tà phải uống nước bùa. Tôi không biết đâu, con của mình có chuyện rồi đó. Ông đền nó lại cho tôi đi. Ông đền con lại cho tôi đi. Trả con lại cho tôi. Cô lên. Hay quá. Nè, cái gì mà chết như vậy là một cơn gió. Hay quá. Đạo sĩ thúi kia, ngươi còn dám gạt người ta sao? Tướng quân, ngài làm cái gì vậy hả? Coi thường mạng người, lừa gạt dân chúng. Ở đây là miếu thần đó, ngài có biết làm vậy là miệt thị thần đến đây không vậy hả? Miếu thần? Chỉ có như vậy thôi, mà dám gọi là miếu thần sao? Quẹt đại lên mấy nét, thì nói là bùa. Bùa có thể trị bệnh. Đồ lừa gạt. Ta không có lừa gạt. Bùa của ta thật sự có thể chữa bệnh cho rất nhiều người mà. Vậy con của Dương Đại Thẩm thì sao? Hả? Con trai của bà uống bùa của ngươi, bây giờ sắp chết rồi đó. Ta cho ngươi biết, nếu như đứa bé đó chết thật, ta sẽ tháo miếu của ngươi luôn. Tháo miếu hả? Ngài dám tháo miếu không? Ngài có biết ngài làm vậy là sỉ nhục thần linh, mà sỉ nhục thần linh thì sẽ gặp tai họa đó, hiểu chưa? Hả? Tai họa? Tai họa gì chứ? Là ta bị đuôi, hay là ngươi bị điếc, hay là bị què đây? Nè, ngài đừng có đi. Ngài ta nói đi, ngài sẽ bị xui ba đời, hay là mẹ của ngài sẽ bị bệnh đó. Đừng có đánh ta. Ta xin ngài mà, đừng đánh ta mà. Biết sợ rồi sao? Sợ rồi. Ngươi không biết tướng quân của ta là hiếu tử nổi tiếng sao hả? Tướng quân, phu nhân vẫn còn đang ngủ. Trời ơi, đau quá. Mẹ bị sao vậy? Mẹ nằm mơ thấy ác mộng. Coi mẹ kìa, đầu toàn mồ hôi không? Lúc nãy mẹ nằm mơ, nhìn thấy lúc Thánh Tăng Tam Tạng đi Tây Phương thỉnh kinh giữa đường gặp phải bọn sơn tặc. Tên sơn tặc đó chém ngay vô đầu của người. Mẹ đã bị giật mình rồi thức dậy luôn. Trời đất ơi, bây giờ không biết suốt đường đi Thánh Tăng có được bình an vô sự hay không. Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ. Mẹ không cần lo đâu. Chuyện trong mơ không có thật đâu mẹ. Đại đường của chúng ta cho tới bây giờ
Kinh thư chỉ có mấy cuốn tiểu thừa giáo pháp mà thôi. Mẹ nghe một số cao nhân tới Tây Phương trở về nói, ở đó chân kinh nhiều vô cùng. Nếu như có thể cho mẹ biết thêm một hai câu, vậy thì mẹ có chết cũng yên lòng rồi. Mẹ, mẹ hồng phúc tề thiên, nhất định có thể nhìn thấy mà. Ai... hướng Phật phải thành tâm. Ngày mốt là Phật đản rồi, mẹ quyết định ba bước một lại tới thập điện dương cầu xin Bồ Tát phù hộ thánh tăng, thượng lộ bình an. Mẹ, chuyện vất vả như vậy, để hài nhi làm cho. Không, hướng Phật phải thành tâm, con có sao? Con có, dĩ nhiên là con có rồi. Mẹ, hài nhi chỉ ghét bọn đạo sĩ giả và bọn đạo sĩ chuyên đi lừa gạt thôi. Mẹ cứ yên tâm đi. Tiểu nhân xâm tinh, tiểu nhân xâm tinh, con ra đây đi. Tiểu nhân xâm tinh, tiểu nhân xâm tinh, tiểu nhân xâm tinh, tiểu nhân xâm tinh, đệ chạy đâu rồi? Tỷ không có gạt đệ đâu. Ở đây thật sự sắp bị cháy rừng đó, ra khỏi đây đi, nhanh lên. Tiểu nhân xâm tinh, ăn tiểu nhân xâm tinh công lực sẽ tăng thêm 500 năm. Thúc không sao chứ hả? Thúc không sao. Con tốt bụng thật đó. Để thúc mời con ăn nghe. Nè, ăn đi, ăn đi. Sao thúc lại ăn kiến vậy? Chạy. Tiểu nhân xâm tinh, để biết hai người muốn bắt đệ ăn thôi, đồ lừa gạt. Tiểu nhân xâm tinh, tỷ không có gạt đệ, sắp cháy rừng thật rồi đó. Tỷ muốn ăn đệ để thành tiên mới là sự thật đó. Nè, không phải đâu, đệ nghe tỷ nói đã. Tiểu nhân xâm tinh, tỷ không có gạt đệ, đệ tin tỷ đi. Tiểu nhân xâm tinh, tiểu nhân xâm tinh, đứng lại. Hai người muốn bắt đệ hả? Không có dễ đâu. Ủa, ngươi cũng tới tìm tiểu nhân xâm tinh sao? Nó tinh ranh quá, nhưng mà lần này ta không khách sáo với nó nữa đâu. Đúng là không biết lễ độ mà. Nè nè nè, muốn bắt nó không thể bạo lực như vậy đâu. Nếu không làm sao bắt được? Ta có cách. Bắt không được, 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 bắt không được. Bạn không biết cách chơi rồi, không bắt được đứa nào hết. Bạn có giỏi, bạn tới bắt đi. Đúng rồi đó, đúng rồi, bắt đi, bắt đi. Sợ gì chứ? Sao hả? Xong rồi, chuẩn bị xong chưa? Xong rồi. Rồi. Tôi đã bắt được rồi nè, có khó gì đâu. Tôi chỉ bất cẩn vì bạn bắt được thôi. Bạn giỏi thì tự chơi đi. Chúng ta đi thôi. Không chơi thì thôi. Đi thôi, nhanh lên, nhanh lên. Nè, tinh nhân linh xăm còn nhỏ, đừng làm nó bị thương đó. Biết rồi, biết rồi. Trời ơi, nhân xăm ngàn năm kìa. Nhân xăm ngàn năm. Trời ơi. Trời ơi, nhân xăm ngàn năm đó. Cho tôi coi thử. Trời, nếu như ăn vô bụng thì công lực sẽ tăng thêm mấy trăm lần lận. Cái gì?
không phải là ngươi muốn cứu họ sao? Nhân sâm dùng để ăn mà. Ngươi, ngươi muốn ăn nhân sâm tinh hả? Đâu có dễ như vậy. Đuổi theo đi. Không được đánh người ta. Đánh đạt không liên quan tới ngươi. Xuân Sơn Giáp chạy rồi. Cũng tại ngươi hết mà. Ngươi đã thấy yêu quái chạy rồi đó. Yêu quái gì chứ? Ông lớn tuổi vậy rồi còn thích đánh giết nhau. Ta thấy ông mới là yêu quái đó. Hả? Phi tướng quân, ông không phải là yêu quái. Ông là Trương Quả Lão đó. Cái gì? Ông là Trương Quả Lão sao? Ừ. Trương Quả Lão, Trương Phòng tìm ông vất vả lắm đó. Là Lão Quả Trương. Ơ nè, cư sĩ, nè nè, cư sĩ à. Ủa, ta không phải là yêu quái sao hả? Ơ nè, Trương. Thơm quá đi, ta mới ngửi đã muốn chảy nước biến rồi, đây là cái gì vậy? Là canh ống trúc bát bự. Ôi trời ơi, thơm quá, bát bự gì hả? Tiên sơn tuyết liên đường sơn, đào điều bộ hoa cúc, tiên trúc măng ngũ cánh bát lộ. Không cần nói nữa, ta biết chắc chắn cô có chuyện muốn cầu xin ta mà. Có phải là cha cô lại ép cô gả cho người ta, còn muốn ta nói giùm cho cô, có phải không? Trời ơi, cái chuyện nhỏ này tiên cô ứng phó được mà. Tiên cô muốn nói là cô muốn bái ta làm thầy sao? Không được đâu, không được đâu. Ta với cô không có duyên thầy trò đâu. Nè, không phải cô đã nói có một vị tiên nào báo mộng kêu cô đi ăn phấn dân mẫu, nói ăn nhiều vô thì thân sẽ nhẹ như chim, trường sinh bất lão sao? Cô nghe lời tôi đi, cứ kiên nhẫn chờ đợi. Thôi được, đợi thì đợi. Nhưng mà có người này, ông giúp quân ấy đi. Quân ấy đợi lâu lắm rồi đó. Hắn hả? Gia mẫu thật sự rất muốn coi chân kinh. Cho dù cư sĩ không có, nếu như biết được chút ít, xin đọc vài câu để Trường Phong về đọc lại, chắc chắn là gia mẫu sẽ vui lắm đó. Bà vui nhưng mà ta không có được vui. Không phải mặt cô ta giống yêu quái sao? Giống ác quỷ giết người không chớp mắt sao? Nè, Quả Lão. Trời ơi, tiên cô biết lỗi rồi. Quả Lão đừng có giận nữa. Được thôi, không nể mặt tăng cũng nên nể mặt Phật. Cô đã làm nhiều món ngon cho ta như vậy, ta cũng phải đền đáp lại cho cô rồi đó. Nhưng mà hắn cũng phải có chút biểu hiện gì chứ. Cái gì chứ? Ông lại muốn thách đố người ta nữa sao? Ngươi cũng có chút thành tích đó. Để ta đọc mấy câu kinh văn cho ngươi nghe nha. Mẹ, con biết được chân kinh rồi. Mẹ, con đọc cho mẹ nghe nha. Trường Phòng à, con qua đây đi, qua đây gặp cư sĩ họ Trương này nè. Trương cư sĩ này đã tặng cho mẹ cuốn chân kinh chép tay quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi. Con mau tiếp đón cư sĩ giùm mẹ, mẹ vô trống lại Bồ Tát đã. Có Bồ Tát phù hộ mẹ mới có thể có phước phần này. Cư sĩ, mời ngài ngồi. Mời ngồi. Cư sĩ, mời thượng tọa. Cư sĩ, mời uống rượu. Ngươi dễ dạy lắm á. Ngươi đúng là khác phàm sai mà. Nếu ngươi cố gắng theo ta học đạo á, ngươi nhất định sẽ có thể tu luyện thành tiên đó nha. Trường Phòng cho ngài biết, Trường Phòng tiếp đãi ngài là bởi vì mẹ Trường Phòng là một lòng hướng Phật. Trường Phòng ghét nhất là bọn đạo sĩ giả nhông nữa. Giả mạo ngươi có thể không tin. Ta chẳng lẽ ngươi cũng không tin hay sao hả? Trường Phòng không tin Phật thì sao?
Ngươi là ai mà dám xông vô thành lâu? Ta là tiên nhân. Tiên nhân? Ngươi là yêu quái mới đúng đó. Phí tướng quân, hôm nay ta tới không phải để gây sự đâu. Ta là Đông Hoa Thường Tiên ở trên trời. Ta biết ngài có lòng hiếu thảo nên cố tình tới báo với ngài. Nếu ngài còn hành sự lộ mãn như vậy nữa, tai họa sẽ giáng xuống đó. Nói đi, tai họa gì chứ? Tên yêu quái này dám tới uy hiếp ta sao? Nếu như ngài không tin, ngài hãy tự coi đi. Mỹ khất đổ ngông, sát sắc tài lai. Trời đất sẽ có một trận tai kiếp lớn. Để cứu thương sinh, bác tiên mới ra đời. Tám chữ này chính là đặc trưng của bác tiên. Cái gì? Đây chính là đặc trưng của bác tiên sao? Quan đường. Hảo sắc ham ăn cũng bỏ đi. Ngươi coi thử đằng sau là cái gì? Mê cờ bạc. Mê cờ bạc cũng có thể làm thần tiên sao? Ngông cuồng. Có phải giống như Tần Thủy Hoàng không? Còn nữa, sát không phải là thần tiên mà là cứu người sao? Giết người cũng có thể làm thần tiên sao? Đúng là thiên địa bất dung mà. Phí tướng quân, nếu ngài có thể hiểu được, vậy thì không uổng phí chuyến đi này của ta. Thì thối kia, người coi ta là hạng người gì? Giết người phóng hỏa hay là chuyện ác gì cũng làm? Ác quỷ đã ra lòng rồi. Tướng quân Bảo Trọng. Thạch ngưu rơi lệ huyết, từ mẫu thổ tiên hồng. Thạch ngưu rơi lệ huyết, từ mẫu thổ tiên hồng. Ôi à, trời ơi, thiết quải lý à. Gậy thiết dùng để chống đất chứ không phải là đánh người ta đâu. Ta thích dùng sao thì dùng chứ. Quên coi bộ dạng của mình kìa, xấu xí quá, sao lại uống rượu như vậy được chứ? Sao ta lại xấu xí chứ? Quỳnh không xấu, là động tác của Quỳnh xấu thôi. Quỳnh, cái tên đồng tử chăn trâu này còn ta đánh Quỳnh sao nè. Đứng lại, ta đứng lại đi. Quỳnh đứng lại. Ta là Hán Trung Ly, bây giờ ta ngang vai ngang vế với Quỳnh rồi đó, biết chưa? Ai nói là ngang vai ngang vế chứ? Ta thành tiên sớm hơn Quỳnh mà. Hả? Sớm là lợi hại sao? Quỳnh không nghe Thái Thượng Lão Quân nói sao? Trí tuệ ta cao hơn Quỳnh. Bây giờ á, chúng ta đều là chân nhân tứ phẩm, phi thiên chân nhân. Nhưng mà ta có thể cá với Quỳnh, ta nhất định sẽ lên tam phẩm sớm hơn Quỳnh, trở thành Thái Thượng chân nhân. Tu hành có hai người tới đâu rồi hả? Sư phụ à, tụi con chán quá nên chửi nhau chơi vậy thôi mà. À đúng rồi đó, chơi thôi mà, không có gì đâu. Bây giờ là lúc dẫn chơi sao? Ác ma đã xuất lòng, hai người phải tranh thủ tu luyện để chế ngự ác quỷ. Đúng ra thì chúng ta phải có tới 8 người chứ, tại sao bây giờ chỉ có hai chúng tôi thôi vậy? Đúng đó, vậy còn 6 người kia đâu? Sư phụ à, chừng nào họ mới lên đây vậy? Bác tiên sinh ra để ứng cấp, bộ nói lên là có thể lên sao? À, nghe nói một trong bác tiên chúng ta sẽ phạm tình kiếp ngàn năm, không biết là ai hả? Con biết rồi, chắc chắn là người có chữ sắc đứng đầu đó. Còn dám cá là
hắn nhất định phải ở trần gian quan hệ với phụ nữ cho đủ rồi mới lên. Hỗn xược, quỳ xuống. Thân là tiên nhân, hành động lời nói phải kiểm điểm một chút mới có thể làm gương cho người đời. Phạt con quỳ xuống kiểm điểm. Sư phụ à. Huynh cười gì vậy? Ta cười huynh đó, muốn hỏi phạt bao lâu cũng không dám hỏi nữa. Huynh không dám cười nữa. Ta phải cười rồi, ta dám cá với huynh, huynh không có dám đứng dậy đâu, có đúng vậy không hả? Huynh ta nghĩ sẽ không phạt lâu đâu, chỉ một chút thôi mà. Mẫu đơn tiên tử. Mẫu đơn tiên tử. À, Đông Hoa Thượng Tiên, chắc chắn con nhìn thấy chuyện thú vị dưới trần nên mới nhập tâm như vậy. Đúng vậy, hôm nay là tháng lễ Du Lan, người phàm đều viết nguyện vọng lên lồng đèn cầu xin thần linh phù hộ. Người phàm đều hy vọng thần linh có thể loại trừ phiền não dùm cho họ, mà lại không biết thần tiên cũng do con người biến thành thôi, họ cũng có phiền não của họ mà. Ngài nói rất đúng, tâm nguyện của người phàm thực ra cũng giống như nhau thôi, không phải cầu tài cầu danh thì là cầu lợi. Không phải ai cũng như vậy đâu, như người này nè, họ xin cho phu quân sớm ngày bình an trở về. Còn người này nữa, mong cho thê tử bình phục, thà chịu giảm thọ 10 năm. Họ đúng là có tình có nghĩa mà. Từ cổ đa tình không dư hận, khi nào người phàm mới có thể thoát khỏi đây? Con người đâu phải cỏ cây, làm sao mà vô tình họ chứ. Họ thực sự đã quá xem độc chữ tình rồi, mà không biết rằng tai họa sắp ập xuống đầu của họ. Ý của thượng tiên chính là chuyện trời đất sẽ có một tai kiếp sao? Không phải là bác tiên quy dị sẽ có thể giải quyết tai kiếp sao? Bây giờ Hán Trung Ly và Thiết Quải Lý đã đắc đạo rồi, chỉ còn thiếu sáu vị nữa, thượng tiên còn lo gì nữa chứ? Chuyện này thì cô không biết rồi. Tuy nói chỉ thiếu sáu vị, bốn vị trong đó đã chuyển thế rồi, nhưng mà hai vị còn lại vẫn chưa được đầu thai, mà ác quỷ đã bắt đầu hoạt động rồi. Không lẽ các tiên hợp lại với Phật Tổ Như Lai cũng không chế ngự được ác quỷ sao? Đây là tai kiếp, tất cả tai kiếp đều phải trải qua, ai cũng không thể thoát khỏi. Trong các tai kiếp thì kiếp tình là khó vượt qua nhất, mà trong số bát tiên này có một vị tiên phải vượt qua tình kiếp ngàn năm. Tình kiếp ngàn năm, không biết là vị tiên nào nữa đây. À, người này sao quen quá vậy? Đông Hoa Thượng Tiên. Đông Hoa Thượng Tiên. Nhất nhập thâm cung lý, vô do đắc kiến xuân, đề thi qua diệp thượng, ký ngữ tiếp lương nhân. Đây không phải là thơ tư xuân của người trong cung sao? Tại sao Đông Hoa Thượng Tiên... À, không lẽ ngài muốn ám chỉ điều gì sao? Nè, quýt nhìn kìa. Trà tiên cô ở đây nè. Ông nhìn cho rõ đi. Cái gì? Có phải trên mặt của ta nổi cái gì không? À, có hai con mắt, một cái mũi với lại một cái miệng, đúng không? Trời ơi, ông nghiêm túc một chút đi có được không? Bởi vì hôm nay có một người rất quan trọng tới thăm cô đó. Là người nào? Thiên cơ bất khả lộ. Được đó, ông biết mà cũng không nói cho ta nghe. Bộ ta giống người nhiều chuyện lắm sao? Trời chết rồi, còn hai con phố là hẳn qua tới đây rồi, còn con trốn cũng không thoát được đâu. Ông nói thật đi, hôm nay lúc ở trà lâu ông đã nói gì với cha ta vậy hả? Ta đã hứa với cha cô không nói rồi, phải giữ lời hứa, nhưng mà ta có thể giúp cô đó. Làm như vậy? Ê, lấy cái này bôi lên mặt, đàn ông nhìn thấy chắc chắn sẽ không lấy cô đâu. Này này này, thì ra ông kêu ta tới đây là muốn dụ ta coi mắt giùm cha ta sao? Trời ơi, ta đang giúp cô đó mà. Trời, tránh ra, tránh ra đi, ta là Tây Thi đậu hũ nổi tiếng ở đây mà, giả xấu người ta có tin hay không chứ. Đúng vậy là Tây Thi đậu hũ đó, tôi không gạt nhà đâu. Nè nè nè, ở đó kìa. Ôi, ở trong thành này á, ta dám nhận hạng gì không ai dám nhận hạng nhất đâu. Trời ơi, Trương Quả Lão à, cái đùi gà cũng phải ăn như vậy đâu, phải ăn vậy nè. Bình thường cũng đâu có như vậy đâu. Thật không ngờ phí tướng quân như huynh mà cũng tới coi mắt nữa. Thật ra đây là ý của mẹ ta, bản thân ta không muốn thành thân sớm vậy đâu. Ta biết rồi, huynh không muốn làm trái ý mẹ huynh, cho nên mới kén cá chọn canh để kéo dài thời gian. Cô cũng vậy thôi mà, vì không muốn thành thân thì cố ý hù người ta.
Ta cứ tưởng tiên cô là người tập võ, không ngờ cô cũng thích son phấn nữa. Đều là con gái mà, ai mà không thích đẹp chứ. Tin vui nè, mọi người qua đây đi. Tin vui, tin vui. Cô đó, còn thích nhiều chuyện nữa chứ. Qua coi thử coi, có tin gì vậy? À, nghe nói trong đó là kinh thư mới được thỉnh về đó nghe. À, tôi cũng nghe nói hoàng thượng dự định phân phát cho các châu sao chép đó. Đường Tam Tạng đi tới Tây Thiên để tỉnh kinh, dọc đường gặp vô số hiểm nguy yêu ma quỷ quái tới quấy rối. May nhờ có Tôn Ngộ Không 72 phép thần thông bảo vệ sư phụ thỉnh kinh về, phổ độ chúng sinh mãi mãi thái bình, mãi mãi thái bình. Đúng là quá tốt rồi, có được chân kinh ta sẽ không cần ba bước cuối một cái, năm bước lại một cái. Thành ta năm nay đặc biệt nhiều chuyện đó. Thiên thần nộ sát khí nặng, hôm nay Lý Tứ Dông, ngày mai Trương Tam chết, miễn chịu phạt, cống hiến nhiều. Quỳnh hát lung tung gì vậy? Ê, là đạo sĩ Miếu Thanh Ngưu nói với ta đó. Lại là hắn. Tin hay không thì tùy huynh, hôm trước chết đi thôi lão đầu, hôm nay Dương Võ mua quan tài. Cái gì? Quỳnh nói ai chết vậy? Tiểu Tuyên, con trai của Dương Võ, chúng ta chết rồi. Ai nói chúng ta chứ? Thanh Ngưu đạo sĩ nói với ta đó. Thật là quá đáng. Nè, không phải phía tướng quân muốn đi Miếu Thanh Ngưu chứ? Cô nói đi. Phòng miếu, phòng miếu. Phía tướng quân, phòng miếu. Ta nghĩ sau này huynh ra ngoài phải cẩn thận một chút. Tại sao vậy? Nhảy lên. Ta sợ tên đạo sĩ thúi đó sẽ gây phiền. Bên này nè, bên này nè, nhảy lên. Nhảy lên. Đừng nói hắn là đạo sĩ giả. Cho dù hắn được thần Thanh Ngưu nhập vô người, ta cũng không sợ được. Nè, tiên cô, cho mượn son phấn của cô xài chút đi. Làm gì vậy? Chút nữa cô sẽ biết thôi. Đưa đây đi. Nè, đa tạ. Làm thế quà. Quên làm gì vậy? Quên coi nè. Thanh Ngưu chảy nước mắt. Sai rồi, là Thanh Ngưu rơi lệ máu đó. Hôm nay hắn tới số rồi. Tướng quân, ngài còn nhớ lần trước lúc vị thần kia xuất hiện đã nói với ngài hai câu hay không? Thần tiên gì chứ, là yêu quái thì có. Không phải đâu tướng quân, thượng tiên đã nói Thanh Ngưu rơi lệ máu gì đó, ngài coi không phải đã ứng nghiệm rồi sao? Nè, hai quân nói gì vậy? Tướng quân, chẳng lẽ ngài đã quên rồi sao? Dĩ nhiên ta nhớ rồi. Câu sau là từ mẫu thổ tiên hồng. Hả? Vậy tức là bà mẹ hiền từ sẽ thổ quyết. Nè, quân đừng có nói bậy. Mẹ ta hướng Phật đó, Phật tổ nhất định sẽ bảo vệ bà mà, tuyệt đối không sao đâu. Đợi khi hầm xong, tăng vô sẽ được trường sinh bất lão rồi. Ê, nhanh lên, nhanh lên. Ê nè, đứng lại. Nhanh lên, nhanh lên. Đứng lại. Ê, thơm quá vậy ta. Ê, bên đó kìa. Với kinh nghiệm ăn bao nhiêu năm của mình, chắc chắn là thượng phẩm. Hả? Hà thủ ô ngàn năm. Nếu như nấu lâu một chút thì sẽ càng ngon hơn đó. Nè, sao dám ăn lén đồ của ta hả? Chết rồi, ăn lén mà quên lau miệng, chạy thôi. Nè, trời, ăn hết một nửa rồi. Lão tặc kia coi ta có xử ông hay không. Nè, ông đứng lại. Đứng lại đi. Đứng lại. Quay lại. Đứng. Lão tặc kia, lén ăn đồ của ta còn không đứng lại nữa hả? Hả? Thì là tên yêu quái này hả? Yêu quái thì đáng đánh, ăn trộm đồ thì không đáng đánh sao? Trộm gì khó nghe dữ vậy? Ở trên nồi đâu có đệ tên của ngươi đâu chứ. Lão tặc khốn này còn dám cãi bướng nữa. Lão tặc chết tiệt khốn kiếp này. Có gì hay ho đâu, ta ăn có mấy ngụm thôi mà. Nè, trả cho ngươi đó, đó. Cái lão tặc khốn kiếp chết tiệt này. Ngươi chửi nó đi, ta sắp điên lên rồi đó nha. Nếu không phải ông, nhân sâm tinh của ta đâu có chạy mất chứ.
coi ta có băm nát thịt của ông ra hay không. Người lấy cắp nhân sâm tinh á, người còn chết hơn ta nữa, người mới là tên cướp thật sự đó. Nhân sâm tinh đó đâu phải là của ông, không biết xấu hổ. Người mới không biết xấu hổ đó. Ta không biết xấu hổ. Được, chúng ta kêu thần đất thần núi ra đi, còn ai có lý. Được thôi, người muốn kêu họ thì kêu đi, ta đâu có sợ. Người không dám kêu hả? À, ta không đợi ngươi nữa đâu. Ông, mau trả Hà Thu Ô lại cho ta. Trả cái gì? Không trả hả? Trời ơi, không ngờ ông lại lén ăn đồ của ta với tên súc sinh đó. Hả? Trời ơi, lại thêm dầu vô lửa rồi. Cũng tạm hết đó. Đứng yên. Không được đi. Hết rồi. Trời ơi, sao ngươi còn ăn nhanh hơn ta nữa vậy? Trời ơi, không còn giọt nào hết. Cái lão tặc khốn kiếp này, đứng lại. Trời ơi, sao cứ đứng lại. Khoan đã. Lão tặc khốn kiếp kia. Khoan. Đứng lại. Mau trả Hà Thu Ô lại cho ta. Đưa ta đi. Đứng lại. Đuổi đi, đuổi đi, đuổi theo đi. Đứng lại. Ông đứng lại mau. Đứng lại. Đứng lại. Đuổi theo đi. Đứng lại. Đuổi theo đi. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Ông mau trả lại cho ta. Mau trả lại cho ta. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Trương Quả Lão tham ăn, trong một dịp tình cờ đã lén ăn được Hà Thủ Ô ngàn năm. Ông đã cưỡi ngược lừa bay lên trời, trở thành một trong 8 vị tiên trong Bát Tiên Quy Dị, làm tăng thêm uy lực trảm yêu trừ ma, trừ hại cho dân của Bát Tiên. Quá đi. Sắp tới rồi đó. Nè, Quỳnh đem vô trong đi. Mời tiếp khách đi ha. Chúc mừng Tân Lan, chúc mừng Tân Lan. Ngày lành dài giờ các vĩnh kết lưỡng đồng tâm, phu thê ngọt như mật. Đủ rồi Thái Hòa. Hôm nay ta tìm Quỳnh tới giúp ta. Quỳnh đi giúp ta đi. Tướng quân à, hôm nay lẽ ra Quỳnh phải vui mới đúng chứ. Sao mặt mày bí xị như vậy? À, ta hiểu rồi. Thái phu nhân tiền trảm hậu tấu, Quynh còn chưa gặp được tân nương nữa phải không? Không sợ tân nương xuất thân thấp hèn, sợ mập ú, sợ chết người, miệng rộng như tô, ăn nghèo người. Hả, mày thô mắt to sao lấy được? Còn hột mè chấm chấm treo trên mặt nữa. Cái ta lỗi nhất là đức tính. Không hổ danh là phía tướng quân. Quynh yên tâm đi, thái phu nhân lựa chọn cẩn thận như vậy, nhất định sẽ lựa cho Quynh một hiền thê lương mẫu mà. Nói Trường Phong quá. Thái phu nhân. Trường Phong. Mẹ. Trường Phong. Mẹ muốn à, dặn con gì vậy? Mẹ muốn nói với con. Mẹ muốn nói với con cái gì? Trời ơi, mẹ thật sự vui mừng quá. Hôm nay mẹ thấy con thành thân, mẹ vui mừng tới nỗi không còn nhớ cái gì nữa hết. Trời ơi, mẹ, không biết mẹ muốn nói là gì vậy? Nói cái gì đây? Mẹ muốn nói cái gì? À đúng rồi, đúng rồi. Nè một chút nữa, con lúc rước tân nương nhớ quét lên đầu của cổ. Sau này có chuyện gì cổ cũng nghe theo lời của con hết. Đây là gì vậy mẹ? Cái này phía là tướng quân, tân nương tới rồi kìa, đi phía thôi. À, tới rồi phía sao? Tướng rồi. À, tốt quá, tốt quá. Trời ơi, tân nương tới rồi. Tân nương tới rồi kìa. Tân nương tới rồi. Tới rồi. Tân nương tới rồi. Tân nương tới rồi. Tân nương tới rồi. Má chết tới tân nương rồi. Em muốn coi, em muốn coi. Ê, không được coi, không được coi. Tiếc thật, không cho coi. Đi 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 đi. Thì mặt mũi của phu nhân. Em muốn coi. Ra sao đi coi. Đó. Ê, tiên cô. Thái Hòa. Thái Hòa tiếc cho cô lắm đó. Nếu như cô gật đầu, người ngồi trong tiệu chính là cô rồi. Quynh đang nói lung tung cái gì vậy? Tân Lan ra rồi kìa. Phía tướng quân ra rồi kìa. Chúc mừng phía tướng quân nha. Chúc mừng tướng quân. Trời ơi, Thái Hương nhân à, bà không được ra đây đâu, mau vô trong đi. Sẽ xuất khách đó. Con đưa cái này cho Trường Phòng giùm ta nha. Dạ. Mẹ. Thái phu nhân. Chạy mau. Mẹ, nghe thấy sao rồi mẹ? Ơi. Phía Trường mẹ. Phong. Sao vậy? Phải người nói người không sợ sao? Người là ai? Mẹ ta phải bắt người chịu phạt cho người. Mẹ. Chết rồi. Chạy mau. Rơi lệ mau đi. Từ mẫu thổ tiên hồng. Mẹ. Đạo sĩ thú kia, thì ra là ngươi. Ta không phải là đạo sĩ thú, ta là thần Thanh Ngưu. Thường gì chứ, đừng có nói nữa. Thả mẹ ta ra. Thả mẹ ngươi ra hả? Ngươi coi ta là đầu ngốc sao? Mẹ. Tên
đạo sĩ thúi với kiên pháp đó. Ta nghĩ huynh ấy không phải là đối thủ của tên đạo sĩ thúi kia đâu. Chúng ta đi theo đi. Được. Mẹ ta đang ở đâu? Mau thả mẹ ta ra. Mẹ. 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 Trường Phong. Mẹ. Mau cứu mẹ. Trường Phong. Tôi không tin lời ta. Trường ta bắt mẹ hối hận rồi. Huy. Huy. Mau thả mẹ ta ra. Trường Phong. Cứu mẹ. Mẹ. Mẹ đâu là người nói chịu. Thả mẹ ta ra đi. Mẹ. Trường Phong. Mẹ. Cứu mẹ. Mẹ. Thầy chỉ bước cứu. Thầy nhìn đã làm liên lụy tới mẹ. Người muốn giết thì giết đi. Ta thật sự chịu hết nổi rồi. Hey, giết chết bà thì dễ thôi. Ta sẽ không để cho bà chết đâu. Phải từ từ hành hạ bà, để cho con trai của bà càng đau khổ thêm. Mẹ. Trương Quả Lão, ông ra đây đi. Trương Quả Lão, xảy ra án mạng rồi. Thái phu nhân đã bị Thanh Ngưu bắt đi rồi kìa. Trương Quả Lão. Trương Quả Lão. Trương Quả Lão. Trương Quả Lão, nhìn kìa. Trương Quả Lão, cái Trương Phong có chuyện rồi. Tôi không cần nói nữa, ta đã biết hết rồi. Bây giờ ta đã là tiên rồi. Có phải là thật không? Ta đang cởi lửa ở trên không trung. Người nói có thật không hả? Sao? Vậy thì tốt quá, ông mau cứu phí Trương Phong đi. Đây là kiếp số của hắn đó. Làm sao có thể ông thấy chết không cứu chứ? Hắn sẽ không chết đâu. Sau 7749 ngày, hắn tự nhiên sẽ không sao thôi. 49 ngày? Lâu như vậy mẹ của nấy sẽ không chịu nổi đâu. Đây là kiếp số, ta không có sửa được đâu. Nhưng mà nếu hai người muốn mau chóng cứu hắn á, thì có thể làm thử cách này. Cách gì vậy? Lấy lòng thành làm ông trời cảm động đó. Thấy Phật thì cúng, thấy lư thì thắp nhang. Có lẽ sẽ hóa giải được thôi. Cúng như vậy mệt lắm đó. Muốn cứu bạn thì phải vậy thôi. Nhớ đó, hai người phải đi hết các miếu lớn nhỏ trong thành thì mới tính đó nha. Vậy huynh có đi không hả? Đi đâu chứ? Đi cứu bạn đó. Nhưng mà phải đi khắp các miếu lớn nhỏ trong thành. Ta... huynh không đi thì thôi. Nè, đợi ta với. Đợi ta với. Là chúng ta nghỉ chút đi nha. Cái gì? Chúng ta đã đi chậm lắm rồi. Nếu cứ như vậy, tới chừng nào mới cúng hết các miếu trong thành đây? Nhưng mà chúng ta đã đi một ngày một đêm rồi, sắt thép cũng phải nghỉ ngơi chứ. Mệt chết đi được. Không phải ngay cả phụ nữ như ta huynh cũng không sánh bằng chứ. Ê, đó không phải là vấn đề phụ nữ với đàn ông đâu. Hả, vậy thì là cái gì? Là bởi vì cô thích Phí tướng quân. Huynh đừng có nói bậy đó. Không phải sao? Cô không thân thích gì với huynh ấy hết, tại sao lại nhiệt tình như vậy? Vậy huynh cũng đâu có thân thích gì với huynh ấy đâu. Là ta thiếu huynh ấy thôi. Ai kêu ta ham chơi, mượn son của cô quẹt lên mắt của con trâu mới có chuyện đó. À, ta tưởng là huynh cũng giống như ta chứ. Nè nè nè, ta là đàn ông mà. Đàn ông đâu có thích đàn ông được chứ. Huynh tưởng là trên đời này chỉ có tình yêu nam nữ thôi sao? Còn có tình bạn nữa. Hà Tiên cô này vì bạn bè lên núi đao xuống biển lửa không từ nan. Wow. Ta đã kêu cô đừng vô rồi mà. Quyền nữ nương nương sẽ không có ở đây đâu. Hay là chúng ta đi cúng miếu đại thánh đi. Miếu đó đông lắm đó. Đại thánh gia có 72 phép. Nếu như ông hiển linh thì chúng ta không cần vất vả như vậy rồi. Huynh đó, đừng có nói bậy nữa. Ta đi ngủ đi.
Quyền nữ nương nương, Lam Thái Hòa lúc nãy không phải là cố ý, xin người tha thứ. Quỳnh ấy vì nóng lòng muốn cứu Phí Trường Phòng cho nên mới nói như vậy thôi. Nương nương, con biết bình thường tụi con không có tới cúng người, bây giờ có chuyện mới tới cầu xin người như vậy là không đúng. Nhưng mà con xin người hãy cứu Phí tướng quân với Thái phu nhân. Thái phu nhân bụng dạ Bồ Tát, còn Phí tướng quân lại là hiếu tử bậc nhất. Cầu xin Bồ Tát hiển linh cứu lấy họ. Sau khi cúng Quyền nữ nương nương xong thì thanh kiếm này đã xuất hiện rồi. Xem ra kiếm này Quyền mẫu nương nương tặng cho cô đó. Đa tạ Quyền nữ nương nương, có được thanh kiếm này thì con có thể cứu Phí tướng quân rồi. Sao ta lại lười như vậy chứ? Nếu ta thành tâm một chút thì có thể có kiếm rồi. Mọi người đều nói cúng đại thánh gia linh lắm, mình nghĩ chắc gạt người ta thôi. Mình hả? Quỳ tới đầu gối cũng bị trầy hết rồi, người cũng đâu có ban bảo vật nào cho mình đâu. Cô gái, người dám chửi ông ngoại họ Tôn của người không linh sao? Ông là yêu hay là tiên vậy? Trời, dám nói ta là yêu sao? Nếu không phải nhờ ông trước kia của người, ta đã đánh người 180 hèo từ lâu rồi. Chết rồi, thánh tăng Tam Tạng đâu có ở đây, làm sao trị nổi con khỉ này chứ? Chết yeah. Người nói gì chứ? Cho dù sư phụ của ta niệm chú khẩn cũng vô ích. Ta giúp sư phụ tỉnh kinh về xong rồi, Như Lai Đa Phong ta làm đấu chiến thắng Phật. Khẩn cô đã bị bỏ từ lâu rồi. Xin đại thánh ta tội. Xin trước đại tiên, sao người lại vô dụng như vậy chứ hả? Nè nè, người gọi ta là gì? Người không biết sao, kiếp trước của người chính là xích cước đại tiên đó. Người nói ta là tiên trên trời hả? Đúng đó, chân to mà không có mang giày đó. Năm xưa lúc tăng trợ bằng đào, còn dụ người ra ngoài giả mạo người tham gia đại hội bằng đào nữa, làm hại người bị các tiên chê cười. Ta bị nhốt dưới núi Ngũ Chỉ, một đồng ý thế hiếp người, mai mà người tới kịp lúc đã hắn văng đi luôn. Người nói có phải người có ơn với lão tôn ta không? Vậy tại sao ta lại xuống trần gian? Cũng tại người háo thắng. Người còn cá, nếu như người đi đầu thai chắc chắn sẽ thông minh hơn một đồng, thành tiên sớm hơn hắn. Ai ngờ người đã mọc thêm một cái xương người, e là kiếp này cũng khó mà thành tiên rồi. Nè đại thánh gia, ngày mau giúp ta đi. Lẽ ra lão tôn ta không muốn là chuyện bao đồng đâu. Nhưng mà lão tôn càng nghĩ càng tức, đến một đồng đó đã bị giáng xuống trần. Nếu như không phải có Đông Hoa giúp đỡ cho hắn thì với trí tuệ của hắn sao có thể chứ. Được, lão tôn ta sẽ giúp cho người ha. Vậy ta xin những ngày làm thầy. Ê, không được, không được, không được. Sao lại không được? Người đâu có trí tuệ gì. Không phải, ta nói chuyện ở tu thành tiên đó. Suốt ngày phải ngồi thiền, người này ngồi, người kia ngồi. Ê, có rồi, 3000 năm mà chính, ăn xong thành tiên. 6000 năm mà chính, trường sinh bất lão. 9000 năm mà chính, thiên địa tề thọ. Cứ quyết định như vậy đi. Nè, ngài đi đâu vậy? Ngươi hãy đợi ta, lão tôn sẽ giúp ngươi thành tiên liền mà. Cái bóng ở dưới nước rõ ràng là Đông Hoa thượng tiên mà. Tại sao ngài lại sợ mình nhìn thấy như vậy chứ? Tình kiếp ngàn năm, không lẽ điều ngài nói chính là bản thân của ngài sao? Tôn Ngộ Không, ngươi tới đây làm gì? Ông lão, bây giờ ta là đấu chiến thắng Phật, còn phải gọi ta một tiếng Phật gia chứ. Không biết hôm nay Phật gia tới có chuyện gì không? Chẳng lẽ lại muốn lấy trộm bàn đào nữa hay sao? Với thân phận ngày hôm nay của ta, còn phải lấy trộm sao? Hôm nay ta tới mượn một cách quang minh chính đại đó. Bàn đào là cực phẩm của tiên giới, làm sao có thể nói mượn là mượn được chứ? Ta nói mượn được là mượn được, chỉ cần ta nói với Dương Mẫu Nương Nương một tiếng thì đâu cần tiểu tiên nữ như cô đồng ý chứ. Ta là đấu chiến thắng Phật tìm ta sao? Tham kiến nương nương. Đã làm phiền nương nương. Thật ra có chuyện gì? Chuyện nhỏ thôi, tiểu tôn chỉ muốn mượn bàn đào của nương nương ứng cấp. E là chiến thắng Phật đã quên rồi. Lần trước ngài quăng 3 trái bàn đào xuống trần, tới nay tiểu tiên cũng chỉ tìm được 1 trái thôi, hơn nữa xém một chút đã mất mạng rồi. Trời, lần đó ta chỉ là dối thôi. Lần này ta lấy bàn đào là để giúp cho Lam Thái Hòa thành tiên, không phải là thèm ăn đâu. Đấu chiến thắng Phật không nói, ta cũng biết mà. Vậy thì hay quá,
Dù gì bàn đào này cũng nhiều quá mà, lấy một trái cũng đâu có nhiều đâu. Bàn đào là cực phẩm thiên đình, làm sao có thể đem cho người phàm chứ. Vậy coi như tặng cho thần cũng được chứ. Nếu như ăn một trái bàn đào mà có thể thành tiên, không cần tu thân ngộ đạo, vậy không phải tiên quá dễ làm rồi còn gì. Hơn nữa làm như vậy cũng vi phạm thiên điều. Cô tiểu tiên nữ này, sao cứ chống đối với ngoại họ Tôn này vậy? Vi phạm gì chứ? Chẳng lẽ cô nhớ nhung thì không vi phạm thiên điều hay sao hả? Không có chuyện này. Dương Mẫu, đừng nghe chính thánh Phật nói bậy. Lúc nãy rõ ràng ta nghe cô nói tình gì đó mà. Thánh Phật đâu cần phải làm khó tiểu tiên chứ. Thánh Phật đừng nói bậy nữa. Thành tiên đắc đạo cần phải tự thân tu luyện. Nếu dễ dàng như vậy, tiên nhân bị giáng xuống trần gian còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Thắng Phật không có chuyện gì thì mời về. Mẫu đơn tiễn khách. Dạ. Sao ngài còn không đi đi? Lam Thái Hòa, hắn chạy đi đâu rồi? Bỏ đi, bây giờ có thanh kiếm này rồi, nhất định có thể giết chết tên yêu quái đó. Không thể đợi được nữa. Hả? Là ngươi? Là cô? Yêu quái, tao phải giết chết ngươi. Lúc nào cũng kêu tôi là yêu quái hết. Ngươi còn nói ngươi không phải là yêu quái sao? Tiểu nhân sinh tinh dễ thương như vậy mà ngươi cũng ăn. Ai ăn? Ta không có ăn. Ta tin ngươi mới là lạ đó. Đó là chuyện của cô. Giao lão già ra mau. Ngươi nói ai? Cái lão cùng cô đuổi bắt ta. Ông ăn trộm Hà Thu Ô ngàn năm của ta. Ta phải tìm ông tính sổ. Trương Quả Lão? Sao có thể chứ? Bây giờ ông mới đến thành tiên rồi. Bởi vì ông đã ăn Hà Thu Ô ngàn năm của ta cho nên mới thành tiên. Nếu không người thành tiên là ta rồi. Ngươi có thể thành tiên sao? Trương Quả Lão nói, ngươi do xuyên sơn giáp quá thành, ngươi là yêu. Đừng gọi ta là yêu nữa. Yêu cũng có tốt mà. Ai kêu ta vừa sinh ra đã là xuyên sơn giáp chứ. Ta cũng đâu biết phải làm sao. Ngươi thật sự không có ăn nhân sâm tinh sao? Tặng nhân sâm tinh rồi còn ở đây sao? Nếu như không phải lão già đó ăn mất Hà Thu Ô ngàn năm của ta, thì công lực của ta đã tăng lên mấy trăm lần rồi đó. Nếu như ngươi thật sự là yêu tốt, thì ngươi đi giết một yêu đạo khác. Dựa vào cái gì? Ngay cả cô lại ta còn chưa biết. Lúc nãy cô còn muốn lấy kiếm đâm ta mà. Thì ta là Hà Tiên Cô đó. Sao hả? Giúp ta đi mà. Giúp cô thì ta được lợi gì? Nếu như ngươi giúp ta, ta sẽ đi tìm Hà Thủ Ô ngàn năm giùm ngươi. Nhân sâm tinh? Không được, Hà Thủ Ô. Nhân sâm tinh? Hà Thủ Ô đi. Hơi, không giúp thì thôi, ta tự đi vậy. Ê, ê. Hà Thủ Ô ngàn năm, cô nói đó nha, quyết định vậy đi. Yêu đạo, dừng tay lại. Tiên nữ xinh đẹp ở đâu tới vậy ta, hả? Hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Ta còn tưởng cô biết phi kiếm thuật nữa. Thì ra một chút kiếm thuật cũng không biết. Tiên cô hãy đi đi. Ngươi đừng đắc chí quá sớm. Xuyên sơn giáp đâu? Mau ra đây đi. Sơn giáp lão đệ. Đại ca. Mẹ không sao chứ? Đại ca, nếu như đại ca không chê thì sống ở đây vài ngày đi ha. Được thôi. Nè, giờ nhớ lại năm xưa chúng ta cùng nhau làm tặc dương. Trời ơi, tiểu mỹ nhân. Ê, ta nói tới đâu rồi? À đúng rồi, cũng tại cái ông Thái Thượng Lão Quân bắt ta về thiên đình, bắt ta làm đồ cưỡi cho ổng đó. Trời đất ơi, ta ở trên trời tủi nhục lắm đó. Vậy đại ca đã xuống đây như thế nào? Nếu không phải tên đồng tử chăn trâu ham chơi thì ta đâu có cơ hội chuồn đi chứ. Nè, đại ca cho đệ coi bảo vật này nè. Hả? Đây là gì á? Ê, cái này lợi hại lắm à. Nó là dòng kim cang trên người Thái Thượng Lão Quân đó. Cho dù bảo vật nào đụng phải nó cũng đều bị tịch thu hết đó. Trời ơi, nếu nói như vậy thần tiên nào cũng không làm được gì đại ca rồi. Dĩ nhiên rồi, có nó rồi chúng ta sẽ có thể xưng bá thiên hạ. Chúc mừng đại ca. Đệ phải đa tạ chỉ dẫn năm xưa của đại ca. Nếu không đệ cũng đâu có tu luyện được. Có gì đâu, có gì đâu. Còn nói mình là yêu tốt nữa. Bây giờ không phải đã lộ nguyên hình rồi hay sao? Tiểu mỹ nhân không nói chuyện, xem chút ta đã quên mất nàng rồi đó nghe. Không được đụng vào ta. Đại ca, đệ lão đệ à, tối nay cho đại ca mượn hang động này để thân mật với tiểu mỹ nhân một chút nha. Đại ca, đại ca,
Để à, ta còn tưởng chuyện gì nữa, chỗ này không thành vấn đề, ta còn tưởng đệ thích cổ đó đó. Tiểu đệ lên tiếng đại ca nhất định sẽ làm được mà. Nè, bây giờ ta sẽ cho cô một cơ hội nha, ha. Vậy đa tạ đại ca nể mặt nha. Nhưng mà cô chỉ có thời gian một nén nhang mà thôi đó. Trong thời gian một nén nhang cô chạy được bao xa thì chạy đi, ha. Sau một nén nhang á, ta sẽ không tha cho cô đâu. À, trả lại bảo kiếm cho ta. Thanh kiếm nát này hả? Trả cho cô luôn. Nè, ngươi đang làm gì vậy? Sao hả? Ta nói sao một đế nhang thôi, chứ ta đâu có nói không được dùng miệng thổi đâu. Ngươi... đi mau đi. À, tiểu mỹ nhân, còn không chạy nữa thời gian một đế nhang sắp hết rồi đó nha. Đông Hoa Thượng Tiên hẹn mình tới đây gặp mặt, có phải là có chuyện gì muốn nói với mình không? Không lẽ... Phổ Đơn tiên tử, ta đã để cho muội phải đợi lâu rồi. Tốt quá rồi, phong cảnh hùng vĩ, lại có trái cây ngon như vậy nữa, và còn tiếng đàn tuyệt vời nữa, đúng là công phí cuộc đời mà. Hả? Hả? Đông Hoa Thượng Tiên. Nè, đừng kêu ta là Đông Hoa Thượng Tiên, ở đây là Trần Gian mà. Kêu ta là Đông Hoa huynh đi. Đông Hoa huynh. Vậy là đúng rồi. Hình như huynh... hình như ta biến thành một người khác phải không? Thế chẳng lẽ mùi muốn ta giống như Đông Hoa ở trên trời, lúc nào cũng ra vẻ ta đây hết sao? Phải không? Rõ ràng cô muốn quyến rũ Đông Hoa chân nhân mà còn không thừa nhận nữa. Được, ta sẽ lấy bằng chứng của cổ. Đông Hoa ơi là Đông Hoa, cứ coi người ta kìa. Chỉ sợ hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình thôi. Chiếc lá đỏ đó có phải huynh để lại không? Chiếc lá Nếu như mùi đã hiểu vậy thì đâu cần phải hỏi nhiều nữa chứ. Châm cài ở trên đầu của muội đẹp quá đi, nếu muội không nói ra được thì muội đưa tín vật cho ta cũng được mà. Hả? Tín vật? Ê, tôi bỏ đi. Từ tổ ra tình không dư hận, coi như là ta không có nói gì đi. Ta không có nói gì hết. Đông Hoa huynh, muội cho huynh cái này nè. Đông Hoa Quỳnh, Tôn Ngộ Không, sao lại là ngài chứ? Đấu chiến thân Phật Mỹ Hậu Dương, lão ngoại họ Tôn của cô đó. Thật là quá đáng mà. Tiểu tiện nghĩ cho cô cứ cho mình đúng, còn nói xấu ta trước mặt Dương mẫu nương nương. Ý mình được cưng hả? Trả trăm hoa lại cho ta. Ta không đưa, làm hại ta mất mặt trước mặt Lâm Thái Hòa, ta cũng phải làm cô mất mặt luôn. Cái con khỉ chết tiệt, mau trả trăm hoa lại cho ta đi. Còn chửi nữa, ta không trả thì sao? Cái này là tính vật định tình, đúng là xấu hổ quá mà. Trả cho ta. Tôn Ngộ Không, trả lại cho ta đi mà. Bỏ đi cái trăm này, để coi Dương mẫu nương nương có phạt cô hay không. Nè, Tôn Ngộ Không.
nhân, chạy đi đâu hả? Chạy đi, chạy nhanh đi, nhang này sắp cháy hết rồi đó. Ta thật đê tiện. Ta đê tiện vậy đó. Đông Hoa chân nhân hả? Thanh Ngưu, ngươi còn gây nghiệt nữa sao? Tên nghiệt chướng này, ngươi dám xuống trần gian làm loạn sao? Ở trên trời làm trâu chịu đủ tủi nhục rồi, bây giờ ở trần gian ta không có sợ ngươi đâu. Con khỉ khốn kiếp, mau trả cho ta. Phụ đương tiên tử, ngươi còn dám chọc ta sao? Tôn Ngộ Không, con khỉ khốn kiếp, ngươi tưởng ta bắt bảy ngươi nữa sao? Ta đã yêu đó, vậy thì sao? Ta thích Đông Hoa đó, liên quan gì tới ngươi? Phụ đương tiên tử, sao cô có thể ăn nói lung tung như đừng vậy có được? Giả làm Đông Hoa giả ma giả quỷ để gạt ta. Lẽ ra ta phải nhận ra ngươi từ sớm, không trang trọng, không nghiêm túc. Đông Hoa đâu có tùy tiện như ngươi chứ. Con khỉ chết tiệt, rốt cuộc có trả cho ta hay không? Chiếc lá đỏ này là của ta. Mắc cười quá đi, mắc cười quá đi, mắc cười quá đi, mắc cười chết đi được. Thật thì tưởng giả, giả thì tưởng thật. Đông Hoa chân nhân là mẫu đơn tiên tử tặng cho huynh đó, tính vật định tình đó nghe. Trả lại cho ta. Ngày đến tìm cũng tặng cho huynh luôn rồi. Mau trả lại cho ta đi mà. Đỏ mặt rồi, đỏ mặt rồi. Còn hơn cả cái mông của ta nữa. Mẫu đơn tương tư rồi. Mẫu đơn tương tư rồi. Thượng tiên, đợi đã. Chiếc lá đỏ này không phải ngài cố tình để lại sao? Không phải. Ta không tin. Ta không tin ngài không có chút tình ý nào với ta. Nếu ngài không có tình ý gì với ta, vậy tại sao ngài nhìn thấy ta bị giao long ăn hiếp lại chịu mạo hiểm để bị xử phạt chứ, rồi bỏ chức vị để mà cứu ta? Cô đừng có nói nữa. Thân là tiên nhân thì phải tự luật, tiên không được yêu đương. Ngài sợ gặp phải tình kiếp ngàn năm, cho nên ngài muốn trốn tránh, không phải sao? Nếu như không phải, tại sao ngài sợ ta nhìn thấy cái bóng dưới nước? Chính là ngài chứ. Cô đã nhìn thấy sao? Ừ. Nói tình kiếp ngàn năm gì đó, ta nghĩ là duyên, chứ không phải kiếp. Không được nói bậy. Lá đỏ mà ngài để lại, tại sao không phải là các tiên tử khác lụm, mà là mẫu đơn tiên tử ta lụm được? Đây không phải là duyên hay sao? Tình như là nước, nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Mẫu đơn tiên tử phải suy nghĩ cho kỹ. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, nhưng mà không dám thổ lộ với ngài, thậm chí chỉ dài ba chữ thôi. Nếu không phải Tôn Ngộ Không phá ta, ta cũng không biết ta đã phải lòng thượng tiên nữa đó. Nói bậy. Chẳng lẽ tu luyện ngàn năm lại bị quỷ trong chốc lát sao? Cô đừng quên rằng cô là tiên chứ không phải là người phàm, chữ tình không bao giờ được nói ra miệng. Nhưng mà duyên định ba đời mà. Tài kiếp ngàn năm, ta nguyện bị giáng làm người phàm, chỉ cần có thể ở bên cạnh ngài thôi. Hỗn sự, năm lần bảy lượt dám ăn nói lung tung với ta. Cô tự ý xuống trần đã vi phạm thiên điều rồi, lại còn ăn nói hàm hồ với thượng tiên ta nữa. Để ta chế phục Thỉnh Ngu xong, ta sẽ bẩm báo với Dương Mẫu Nương Nương để cho người nghiêm trị cô. Thần tiên lúc nãy cứu mình rõ ràng là một người đàn ông uy vũ, sao lại biến thành cô gái vậy? Cổ nhất định là tiên rồi. À, vậy tiên nhân, có phải sư phụ của muội Cửu Thiên Quyền Nữ phái tỷ tới không?
có phải hay không? À, mùi biết rồi, tiên nhân như tỷ đều thần bí như vậy, cũng giống như vị thượng tiên kia, cứu mùi xong thì hình bóng cũng không thấy. Tỷ có biết vị thượng tiên kia ở đâu không? Mùi muốn đích thân đa tạ ơn cứu mạng của ngài. Cô đừng có nhắc hắn nữa được không? À, vậy tỷ giúp mùi có được không? Giúp mùi cứu bạn của mùi, sau đó giúp mùi thành tiên. Thành tiên có gì tốt chứ? Dĩ nhiên là tốt rồi, thành tiên thì có thể ước gì được nấy, vừa không thấy phiền não lại ung dung tự tại, không biết có bao nhiêu người muốn trở thành tiên nữa. Mùi muốn thành tiên không phải bởi vì trường sinh bất lão, chỉ để cho người ta đừng ăn hiếp mình thôi, cũng giống như mấy vị thượng tiên kia đó. Vô tình như hắn sao? Lòng dạ sắt đá như hắn sao? Thành tiên thật sự sẽ vui vẻ sao? Chẳng thà ta không muốn trường sinh bất lão, chỉ cần ta có thể ở bên cạnh người mình yêu. Cô nói đây cũng là chuyện khó khăn sao hả? Cô nhìn kìa, mấy con cá dưới nước, chúng đều thành đôi thành cặp, vậy mới gọi là vui vẻ chứ. Tại sao thần tiên cũng có phiền não vậy? Người đời cao cát thành tiên, nhưng lại không biết thần tiên cũng muốn làm lại người phàm. Trường mẹ Phong, mẹ cứu mẹ với. Thả mẹ Trường ra. Phong, cứu thả mẹ ra với. Đi mau, thả mẹ của ta ra. Ngươi là thần gì chứ? Cứu ngươi mẹ hành hạ một người già, heo chó ngươi còn không bằng. Ngươi sẽ bị đánh xuống 18 tầng địa ngục đó. Được thôi, ngươi trù ẻo ta, ta sẽ thiêu mẹ ngươi thành tro than luôn. Đừng bà, đừng, mẹ. Đừng, mẹ. Đừng bà, đừng. Dừng tay, mẹ. Đừng. Mẹ. Đừng. Mẹ. Mẹ. Đừng. Đừng. Đừng mẹ ơi. Bà. Đừng. Đừng. Ông trời ơi, ông có mắt không vậy? Mẹ con phải tâm cúng người như vậy, tại sao người lại không cứu mẹ con? Cho dù ông trời có phái thần tiên xuống đây ta cũng không có sợ đâu. Ngày đến đêm qua ta còn không sợ, ta lại sợ ngươi sao? Cho ngươi biết nha, mẹ của ngươi chết chắc. Đêm qua lại là ngươi hả? Ngươi là thanh ngôn của Thái Thượng Lão Quân, sao có thể lập khai sát giới tàn hại thương sinh chứ? Họ thay ta trở về thiên đình chịu tội với Thái Thượng Lão Quân đi. Trên thiên đình ta có thể sợ ngươi, bây giờ ta có dòng kim can rồi, chẳng lẽ còn sợ ngươi à? Phi Tướng Quân, Quân không sao chứ? Không sao. Quân đưa mẹ Quân đi đi, ta đi giúp thượng tiên. Mẹ, mẹ không sao chứ mẹ? Ngươi đừng hòng chạy. Mẹ à, mẹ, mẹ bị sao vậy? Mẹ đừng làm con sợ đó. Mẹ, nếu như mẹ có chuyện gì, con sẽ liều mạng với họ. Nè, sao ngươi lại ra nông nổi như vậy chứ? Mẹ của ngươi không có sao đâu. Ông là người hay là yêu? Nhưng mà nếu ngươi không cho mẹ ngươi uống thuốc này nữa thì bảy sẽ có chuyện thật đó. Vậy vậy chẳng lẽ ăn mày không thể cứu người được sao? Mẹ. Nam mô Nam mô Nam mô. Mẹ, mẹ không sao chứ? Mẹ, mẹ không sao chứ mẹ? Con à, mẹ đỡ nhiều rồi, lúc nãy mẹ thở sắp không ra hơi luôn đó. Vị này chắc là tiên nhân rồi. Đa tạ ân công đã cứu mẹ Trường Phong, sau này có cơ hội Trường Phong nhất định sẽ đền ơn nghe. À, hai thầy trò chúng ta không cần phải nói đa tạ đâu. Thầy trò, cho dù hôm nay ngươi không coi ta là thần tiên, sau này ta cũng sẽ là sư phụ của ngươi thôi mà. Rõ ràng mình thấy hắn chạy tới đây mà, sao mất tiêu rồi? Yêu quái khốn kiếp, may là các ngươi chạy nhanh đó. Đa tạ thượng tiên đã cứu con hai lần. Ngông, tức là ngông. Ý của thượng tiên là tiên cô không biết tự lượng sức, tự mình đã bị thương còn muốn đi cứu người khác, ngược lại còn gây phiền phức cho người ta nữa, bắt thượng tiên phải cứu tiên cô tới hai lần. Bác tiên, ai cũng có khuyết điểm hết, cô phải nhớ đó.
trong bát tiên ai cũng có khuyết điểm. Ý của thượng tiên là tiên cô có thể thành tiên sao? Như vậy bây giờ ngài có thể đưa tiên cô lên trời không? À, thượng tiên không muốn tiên cô đại náo, tiên cô có thể sửa. Tiên cô thật sự rất muốn thành tiên như là Trương Quả Lão đó. Cô thành tiên, vì phía tướng quân có nạn thì sao? Phía tướng quân có nạn, tiên cô giúp quân ấy rồi mới thành tiên. Lúc nãy anh nói muốn sửa tính ngông vậy. Cô thành tâm hướng đạo, có điều tu hành của cô còn chưa đủ, công đức vẫn chưa viên mãn, làm sao lên trời được chứ? Vậy thượng tiên nhận tiên cô làm đệ tử, độ tiên cô thành tiên là được rồi. Tiên cô bái kiến sư phụ. Cô không được bái sư lung tung đâu. Cô quên là cô đã học kiếm pháp quyền nữ sao? Cửu thiên quyền nữ mới là sư phụ của cô. Đừng có gặp thần tiên thì kêu sư phụ lung tung. Cửu thiên quyền nữ, có phải là cô tiên lúc nãy mà tiên cô nhìn thấy không? Nhưng mà tướng mạo của cổ đâu có giống như tượng thần tiên cô gặp ở trong miếu thần đâu. Cô ấy là mẫu đơn tiên tử. Mẫu đơn tiên tử? Hèn gì lại xinh đẹp như vậy. Nhưng mà tiểu nữ luôn cảm thấy hình như cổ không được vui lắm. Thượng tiên có biết tại sao không? Nếu cổ phải niệm tình tu hành không dễ, ta thật sự muốn kiện cổ cái tội tư phạm trước mặt dư mẫu đó. Trước có chức nữ, sau có mẫu đơn, tại sao thần tiên nữ luôn không thể thoát khỏi một chữ tình vậy? Thượng tiên nói câu này là không đúng rồi đó. Thứ tội tiên cô mạo phạm nói một câu, đây bởi vì phụ nữ trọng tình hơn đàn ông thôi. Một chữ tình thì phải thêm ba tay chín kiếp, tu hành ngàn năm bị hủy trong chốc lát. Cô có hiểu không? Không phải chứ, tiên cô còn chưa thành tiên, nói một chữ tình thôi cũng mạo phạm thiên điều sao? Thượng tiên, thượng tiên, thượng tiên. Sở dĩ lần này xảy ra chuyện cũng tại bình thường con không chịu nghe lời của mẹ. May mà bình thường mẹ thành tâm tụng kinh niệm Phật, cho nên mới gặp được thần tiên xuống đây cứu đó. Mẹ, cẩn thận đó mẹ. Người đâu hết rồi? Lạ thật, hạ nhân đi đâu hết rồi? Con đừng có kêu nữa, yêu quái tạo nghiệt, hạ nhân không bỏ chạy mới là lạ đó. Mẹ, mẹ. Hả? Người là ai? Người là yêu quái có đúng không? Hả? Tiên nhân sắp tới rồi đó. Người, nói cùng ngươi là người hay là yêu? Ngươi còn không trả lời nữa, ta sẽ ra tay đó. Còn không chịu lên tiếng nữa. À, dừng tay, dừng tay. Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này chứ? Thê tử của người bị câm mà, sao cổ trả lời được? Nói người là một cơn gió, đúng là không sai chút nào đó. Nè, người còn không mau đỡ cô đứng dậy đi. Dạ. Nàng là Trinh Nương sao? Đây là thuốc thiết đã thượng hạng, nàng hãy mau uống đi. Thực ra nhắc tới chuyện đó cũng không thể nào trách ta được. Bà Mai đó cũng không nói rõ, làm sao ta biết là nàng bị câm chứ. Nhưng mà nàng hiền thục như vậy, chắc nàng cũng không trách ta đâu. Nói ra thì cũng tại ta không tốt, tự nhiên lại dính vô mấy tên yêu quái, cuối cùng làm liên lụy mẹ ta. Nhưng ta cũng không muốn làm liên lụy nàng đâu. Như vậy đi, ta đưa nàng về nhà mẹ ta được không? Nàng, nàng đừng có sợ, đừng có sợ mà. Không phải ta muốn thôi nàng đâu, ta chỉ sợ là làm liên lụy nàng thôi. Trời ơi, nàng đừng hiểu lầm, ta không phải bởi vì nàng bị câm đâu. Nàng sợ cái gì chứ? Tuy ta rất thô lỗ, nhưng ta sẽ không đánh nàng nữa. Nàng đừng có sợ mà, ta sợ yêu quái làm hại nàng thôi. Trinh Nương, nàng đang làm gì vậy? Nàng hãy nghe ta nói, ta thực sự không phải muốn thôi nàng đâu. Nàng, đứng lên, đứng lên, đứng lên đi, đứng lên đi. Nàng làm cái gì vậy? Nàng đừng có sợ. Nàng muốn ta nói sao mới được đi. Nàng, nàng hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Thank you.
Thí quản lý ta hôm nay nhận được đồ đệ tốt rồi. Ê, vậy mình phải là một sư phụ mẫu mực chứ. Đồ đệ tốt, còn chưa khấu đầu mà đã đem rượu tới rồi sao? Trời ơi, người dễ dạy lắm đó, đệ tử như người có thể nhận rồi. Khấu đầu cái gì chứ, bình rượu này là đa tạ ơn cứu mạng của ngài đó. Không khấu đầu hả? Thôi bỏ đi. Thiết quản lý này cũng không có câu nệ tiểu tiết đâu, nhưng mà phải gọi ngươi là cái gì mới được đây? Gọi ngươi là Đạo Đức Kinh đi ha. Ngài còn nghe không rõ sao? Trường phòng ta tới tạ ơn thôi, không phải là tới bái sư đâu. Nhưng mà nếu như ngài đồng ý, chúng ta có thể làm bạn với nhau cũng được. Cái gì? Ngươi không muốn học phép thuật sao? Học xong có thể lên trời làm tiên đó. Có rất nhiều người mơ ước lắm đó nghe. Lên trời làm tiên? Trường phòng học mấy cái thuật sĩ giang hồ giả ma giả quỷ này để làm cái gì? Trời ơi, bỏ đi. Ngươi kết quán với mấy tên yêu quái kia, chúng sẽ tới tìm ngươi để trả thù đó. Như vậy đi, ta sẽ dạy cho ngươi mấy chiêu để ngươi có thể phòng thân được không? Trường phòng phải lo cho mẹ nữa, trường phòng còn phải xuất chinh đánh trận nữa. Ôi trời ơi, bây giờ đang là thái bình thịnh thế mà đánh trận cái gì chứ? Cho dù không đánh trận, trường phòng cũng đường đường là một đại tướng quân, học ba cái kỳ môn dị thuật này, không phải sẽ bị người ta cười rụng răng sao? Ôi, ta phải nói sao ngươi mới chịu hiểu đây? Hey. Nè, để ta đổi cách khác nói với ngươi nghe, ha? Nè, ta sẽ dạy ngươi võ công để đánh bọn yêu quái đó, như vậy được chưa? Ngay dạy trường phòng võ công đúng sao? Đúng vậy. Ngài dạy trường phòng võ công thì là sư phụ của con rồi, uống rượu đi đạo sĩ. À không đúng, trường phòng phải gọi ngài là đại gia hay là ân công, nhưng mà tiểu đất không phải là sư phụ. Mẫu đơn tiên tử to gan. Tham kiến Dương mẫu nương nương. Mẫu đơn tiên tử, uổng công ta thương con như vậy mà con lại dám động lòng phàm. Mẫu đơn biết tội, nguyện chịu phạt. Cái con khỉ đột, cái đuôi của người đã lòi ra rồi kìa. Con khỉ đột, ngươi dám gạt ta sao? Cô khoan nổi nóng cái đã. Cô đừng quên rằng tính vật định tình của cô còn đang ở trong tay của tôi đó. Nhưng mà cô yên tâm đi, ta sẽ không nói ra đâu. Sao yêu cầu của ta đơn giản lắm, ta chỉ yêu cầu cô nói tốt giùm ta mấy câu trước mặt Dương mẫu nương nương thôi. Dương mẫu nương nương cưng cô như vậy nhất định sẽ cho ta mượn đào tiên à. Chỉ hai câu thôi hả? Một câu vậy được rồi hả? Cung Linh Tiêu ở ngay phía trước, người muốn tới cung của Dương mẫu thì quẹo phải đi. Sao cô cố chấp như vậy chứ? Chẳng lẽ cô không sợ bị giáng xuống trần gian chịu khổ, tu hành ngàn năm bị quỷ hay sao? Người phàm có chí khí, tiên nhân lại càng phải có tiên cốt. Nếu ta đã làm sai chuyện thì ta không sợ bị phạt, ta không sợ bị ngươi uy hiếp. Được, Tôn Ngộ Không này đại náo thiên cung, chưa từng phục ai bao giờ. Hôm nay cô đã làm cho lão Tôn mình tâm phục khẩu phục. Nè, cầm đi. Nếu như hôm nay ta cầm cái này đi tố giác cô thì ta chính là tiểu nhân rồi. Còn nữa, ta còn bị mang tiếng là đê tiện nữa đó. Vậy mẫu đơn đi trước đây. Thật không hiểu nổi tại sao tiên nữ lại dễ động lòng phàm như vậy chứ. Thông Thiên giáo chủ đã phá được thần chú, nạn kiếp trời đất đã được hình thành. Cũng tại lão quân dạy bảo vô phương, Thông Thiên sư đệ mới rơi vô ma giáo làm hại thương sinh. Thông Thiên giáo chủ gì đó thì ra là sư đệ của ngài sao? Ngài đó càng già càng hồ đồ, sao không giải lại sư đệ của ngài đi chứ? Ngộ Không, trên Linh Tiêu Điện hãy trang trọng kiềm chế. Xin Ngọc Đế tha tội, trước giờ Ngộ Không đừng nói chuyện như vậy, tội lỗi. Các tiên có lòng từ bi là tốt rồi, nhưng mà lần này Thông Thiên đã phá được thần chú, công lực tăng hơn trước nhiều, nếu không kịp thời chế phục hắn, e là thương sinh khó thoát khỏi tai kiếp đó. Theo ghi chép trong Vô Tử Thiên Thư, chỉ cần Bát Tiên Quy Vị có thể trừ ma dễ đạo, cứu lấy thương sinh đó. Bát Tiên Quy Vị gì chứ, mọi người chớ lo.
có cháu chiến thắng Phật ta ở đây, không cần biết yêu đạo thông thiên gì, ta nhất định sẽ bảo vệ thiên đình với ngọc đế. Nè, nè, huynh đừng có nói ngông cuồng đó. Phật tổ Như Lai cũng phải mất 100 năm mới bắt được yêu đạo thông thiên, chỉ dựa vào huynh cũng chỉ ngang tài ngang sức với ta thôi. Nghĩa lăng thần huynh. Ê, các tiên không cần tranh luận, thiên thư đã cắt, tai kiếp trời đất cũng là lúc bát tiên quy vị xuất hiện. Hán Trung Ly, Thiết Quệ Lý, Trương Quả Lão có các thần, ba người sẽ gánh trọng trách này. Tiểu thần sẽ cố hết sức. Có điều bát tiên vẫn chưa quy vị. Đúng quá, từ biết ác gặp tai kiếp này, nhưng bát tiên quy vị mới có thể trừ ma cứu được tai kiếp cho tam giới. Đông Hoa nguyện trại chính tai họa 81 tai kiếp, dẫn dắt bát tiên quy vị. Như Lai Phật Tổ cũng có nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Lão quân, ngươi chọn ngày lành tháng tốt để Đông Hoa xuống trần cứu thương sinh đi. Tiểu thần sẽ cố gắng hết sức. Ta không tin, lão tôn ta không tin tình yêu đạo thông thiên kia có 3 đầu 6 tai. Phật gia ta một cú lụng mèo đã 1800 dặm rồi, cộng thêm 72 phép biến hóa nữa còn không bóp chết hắn sao? Huynh nói nhiều quá. Bây giờ huynh có thể nói thông thiên giáo chủ đang ở đâu hay không vậy? Ai nói là tính không ra chứ? Ta dám cá đó, huynh sẽ không đoán ra được đâu. Huynh không nghe Ngọc Đế nói sao? Chỉ có bát tiên chúng tôi mới có thể trừ ma cứu giảng thương sinh thôi hay sao? Đúng vậy. Hơn nữa Ngọc Đế còn ở trước mặt bao nhiêu thần tiên, đích thân chỉ rõ họ tên nữa đó. Bộ làm sao? Năm xưa lúc lão tôn đại náo thiên cung cũng đơn thân độc mã mà. Đó đã là chuyện năm xưa rồi. Nếu tính nhân vật chủ chốt quá thì bây giờ phải nhờ bát tiên chúng tôi rồi nghe. Bát tiên còn chưa biết năm người còn lại là ai. Cho dù là cả 3 người cùng đánh lão tôn, ta cũng đánh không lại ta đâu. Lâu lắm rồi ta không được giảng gân cốt đó. Phải muốn đánh nhau không? Nè, huynh đó, tai họa sắp ập tới rồi, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực trảm yêu trừ ma. Sao lại người nhà mà đánh người nhà, chứ đúng là buồn cười mà. Thôi không nói với ngài nữa, ta uống rượu của ta đây. Đúng chiến thắng Phật, dĩ nhiên bách chiến bách thắng, điều này mọi người ai ai cũng đều biết. Cũng là Đông Hoa thượng tiên nói rất có lý. Công lực của thông thiên giáo chủ không phải là tầm thường, bát tiên chiêu quý vị, pháp lực chỉ bình thường thôi. Pháp lực chỉ bình thường gì chứ? Đúng đó, Đông Hoa thượng tiên, huynh hãy nói rõ một chút đi. Bát tiên quý vị, theo ghi chép trong Vô Tự Thiên Thư, đã phân tán ra khắp tam giới thiên địa nhân, có người đã ra đời, 3 người đã thành tiên. Sư phụ à, thành tiên không phải là quy vị rồi sao? Không phải. Ê, đừng có giọng gió tam quốc nữa, rốt cuộc là gì cái gì? Lão tôn đây cũng muốn biết. Quy vị chính là chỉ 8 vị tiên hay là 8 người luyện thành chánh quả, lên trời tề tụ thiên đình, công lực gấp bội, bát tiên hợp nhất, hơn nữa bát tiên liên kết có thể trảm yêu trừ ma, kinh thiên địa khắp quỷ thần. Tới lúc đó không phải chúng tôi sẽ hơn Phật tổ Như Lai hay sao? Sư phụ, người xuống trần thật sự sẽ gặp tai kiếp gì sao? Có phải người muốn nói tình kiếp ngàn năm không? Không phải, chỉ là con muốn biết cái gì là chín tai họa 81 tai kiếp thôi. Một tai kiếp trong đó chính là ta phải gọi ngươi là sư phụ. Người gọi con là sư phụ. Sư phụ à, người có giỡn chơi với Trung Ly không vậy? Hắn Trung Ly, những gì sư phụ huynh nói có thật không vậy? Tới lúc đó hắn sẽ gọi huynh sư phụ sao? Trời ơi, trước giờ sư phụ tao rất nghiêm khắc, người giống nói giỡn lắm sao? Gọi ta là sư phụ, là tai kiếp của người. Tình kiếp ngàn năm, huynh nói có thể không? Với kiên định của Đông Hoa Thượng Tiên, làm sao xảy ra chuyện này được chứ? Không tức là có tức là không. Ngộ không à, huynh nói cái gì vậy? Lời của Phật gia ta nói chỉ những người thông minh nghe được thôi, còn những người ngu ngốc á, có nói sao cũng không hiểu được. Đấu chiến thắng Phật, pháp lực của huynh tuy cao cường, nhưng mà chúng tôi cũng đường đường là thượng động bát tiên đó nha. Huynh, ta dám cá đó. Cá cái gì? Cá Đông Hoa xuống trần có gặp tình kiếp hay không? Hay là cá chúng ta đoán trúng ai là bát tiên thượng động hả? Tóm lại không có phần của người ở trong đó đâu. Ai mà thèm chứ, trước giờ Phật gia đều đơn thân độc mã tung hoành thiên hạ mà. Lam Thái Hòa, Hạ Tiên Cô, Phí Trường Phong. Mỗi người một tên. Vậy thì trước sau đi, Lam Thái Hòa, Hạ Tiên Cô. Trên trời một kiếp, dưới đất một kiếp, nhân gian hữu tình, bát tiên tụ nghĩa. Đối nguyệt hình đơn giọng tương hộ, chỉ ngưỡng uyên ương bất ngưỡng tiên. Bổ Đơn Tiên Tử,
cô đúng là ngoan cố vô tri mà. Phải, đúng là mẫu đơn ngoan cố vô tri, năm lần bảy lượt động lòng phàm. Tuy mẫu đơn là tiên, nhưng chứng kiến dân gian tình thâm nghĩa nặng, làm sao không động lòng được chứ? Cô chỉ nhìn thấy nghĩa nặng tình thâm của dân gian, mà không nhìn thấy tội ác tàn sát của dân gian. Ta tin chỉ cần có tình có nghĩa, tất cả oán hận đều hóa giải được hết. Nếu đã vô tiên giới thì không phải là người phàm nữa, tại sao cô còn chấp mê bất ngộ như vậy? Phải, mẫu đơn tu hành chưa sâu, không thể ngộ đạo. Nhưng tại sao trên Linh Tiêu Điện, vậy tại sao Ngọc Đế, Lão Quân, thậm chí là Đông Hoa Thượng Tiên ngài cũng thấp thỏm lo sợ âu sầu như vậy? Đông Hoa Thượng Tiên, ta biết trong lòng ngài không muốn làm như vậy đâu. Tại sao ngài phải miễn cưỡng vui cười chứ? Ngài biết rõ bản thân sẽ gặp tai kiếp ngàn năm, tại sao còn nhận lời của Ngọc Đế dẫn dắt bát tiên quy dị gì đó nữa? Hay là ngài xuống trần cùng với mẫu đơn nha? Chuyện dẫn dắt bát tiên quy dị cứ để cho các thần tiên khác làm. Pháp lực của Tôn Ngộ Không vô biên, còn có Như Lai Quan Thế Âm Bồ Tát nữa. Nhưng mẫu đương đương đã quá cưng chiều cô rồi đó. Cô có biết lúc nãy cô đang nói cái gì không? Thân là bát tiên thì phải coi cứu khổ cứu nạn là trách nhiệm của mình. Thời gian cô ở trên trời ngắn, nên không biết trận tai kiếp cách đây 10.000 năm trầm trọng cỡ nào. Trời đất tối tăm, máu chảy thành sông, các thần tiên chết bị thương vô số. Ngọc Đế cũng rất lo lắng cho ta, sợ ta không thể vượt qua được tình kiếp ngàn năm, không thể đảm nhận trọng trách. Cô nói đúng lắm, Tôn Ngộ Không pháp lực vô biên, một cú lộn nhào đã 108.000 dặm rồi. Vậy tại sao hắn còn phải đi theo đường tăng, cùng một bước để lên Tây Thiên Thỉnh Kinh? Hắn bị Quan Thế Âm Bồ Tát dùng dòng kim cô ép hắn. Cô sai rồi, Quan Thế Âm Bồ Tát không có ép hắn, mà muốn thử thách hắn, muốn hắn hiểu được, chỉ có dùng chân thành mới tu được chánh quả mà pháp thôi. Pháp lực bây giờ của ngài còn chưa đủ cao sao? Tại sao còn phải xuống trần để chịu khổ? Ông trời giao trách nhiệm cho ta, tại sao ta phải né tránh chứ? Nếu ta không trải nghiệm tai kiếp, tuyệt đối không thể tu được pháp lực vô thượng, đi độ các thần tiên khác lên trời, ngăn cản trận tai kiếp này. Thật không ngờ một câu nói chỉ ngưỡng uyên ương, không ngưỡng tiên của cô, tôi không cảm thấy hổ thẹn sao? Nếu như cô cũng biết hối cải, ta sẽ bẩm báo với Ngọc Đế ngay, đánh ngươi xuống 18 tầng địa ngục, để cho cô biết khổ nạn các thần tiên phải chịu năm xưa. Không phải ta không muốn hối cải, cho dù ngài không muốn phu thê thần tiên với ta, ta cũng không muốn ngài có chuyện, cũng không muốn nhìn thấy ngài phải chịu khổ. Đông Hoa Thượng Tiên, rốt cuộc ngài có hiểu không vậy? Ta sắp đầu thai chuyển kiếp rồi, không ai có thể ngăn cản đâu. Đông Hoa Thượng Tiên, giữa năm đường Thái Tông, đầu thai vô nhà Phí Trường Phòng, con của Trinh Nương.